Làm thế nào để quản lý vốn và vẫn kiếm được tiền trong lúc thị trường downtrend? Nếu mà chưa biết ý, thì phải xem tới cuối video này của Uyên Vic CM Venture nha, để Uyên Vic chỉ cho các bạn. Cách đầu tiên không gì khác đấy chính là kỷ luật rồi. Các bác thì phải xác định được cái điểm chốt lời này và điểm cắt lỗ trước khi mở vị thế và phải tuân theo nó nhé. Và cách thứ hai đấy chính là các bác không nên giao dịch quá hung hăng đâu. Điều này có nghĩa là các bác không nên ra vào lệnh một cách ngẫu nhiên này, hay là sử dụng đòn bẩy một cách tùy ý nhá. Nhớ đấy. Và cách thứ ba đấy chính là phải chia vốn một cách hợp lý này, và đặc biệt là thời điểm này không nên đầu tư bằng các khoản đi vay mượn nhá, cũng như là không sử dụng nhiều hơn 15% vốn của các bạn để vào thị trường. Và cách thứ tư đấy chính là short selling. Thì short selling hay còn được gọi là bán khống ý, thì đây là một cái hành động đi ngược lại với việc bạn mua một cái đồng coin và hy vọng giá nó sẽ tăng. Thì short selling là một trong những cái phương pháp mà phổ biến để thu về lợi nhuận khi thị trường đang giảm đấy nhá. Thứ năm đấy chính là đầu tư vào những token đi ngược lại với xu hướng thị trường. Đôi khi mà có một cái vài token đang muốn thách thức thị trường trong khi mọi hướng đều đang đi xuống, thì token này dường như là đi ngược lại với cái xu hướng. Và các bạn ấy có thể phát hiện ra cái token hoạt động bất thường so với trend ấy bằng cách là theo dõi chặt chẽ thị trường và theo dõi các biểu đồ giá nhá. Và cách thứ sáu đấy chính là swing trading. Thì trong bull market ấy, thì chiến lược mua hay là hầu bất kỳ một cái token nào đều có thể thu về lợi nhuận. Mà khi thị trường tuột dốc thì bạn nên khai thác vào xu hướng và tận dụng các biến động giá ngắn hạn trên các loại tài sản khác nhau nhé. Các bác còn muốn bổ sung ý kiến gì nữa thì hãy nhớ là comment ở dưới video này cho Uyên Vic cùng biết với các bạn nhé. Đừng quên bấm follow CM Venture để luôn cập nhật được những tin tức mới nhất và những cái mẹo hay trong crypto nhé. Thank you, love you, see ya!